Xin được kính chào cả nhà. Hôm nay thì em tiếp tục cập nhật thêm video thứ hai về chương trình xả kho TV. Hôm trước thì em đã làm một video rồi, đó là dòng TV Samsung với một số mẫu mà em cũng đã giới thiệu với giá cũng tương đối tốt. Và hôm nay thì trước khi vào video thứ hai này, trước khi báo giá thêm một số mẫu của Samsung hoặc là của LG, thì em cũng sẽ nói lại một chút về cái video đầu, tại vì nó có một hai cái bình luận thì em cảm thấy là cần phải giải thích và cần phải đưa ra một vài quan điểm một chút. Ví dụ như những bình luận kiểu như thế này thì thực sự là em không muốn đọc một chút nào. Và em cũng nói luôn là với những khách hàng như thế này thì em rất là cảm ơn mọi người đã xem video, nhưng mà em sẽ xóa người này khỏi kênh. Tại vì là trong cái video mà em đăng thì em có một số quan điểm như này. Thứ nhất là em vẫn nói từ đầu rồi, có thể mức giá em đưa ra chưa phải là tốt nhất trên thị trường, nhưng mà đấy là giá tốt nhất mà em có thể bán, là thứ nhất. Cái thứ hai nữa là đều là những hàng em nói rồi, trên thị trường thì có khá là nhiều các nguồn cung cấp hàng khác nhau. Thì đối với em vẫn cam kết với mọi người đó là những dòng TV của em thì em đảm bảo là hàng chưa bóc hộp và chưa kích hoạt bảo hành, tức là tất cả đều là hàng mới nguyên 100%. Và thậm chí là những cái trường hợp mà em không bóc hộp, mang cái khách hàng mới bóc thì nó cũng có một số hiện tượng mà làm khó cho chính bên em. Ví dụ như là em lắp một số cái mẫu của LG này thì nó có một hiện tượng đó là nó hơi bị hở sáng ở góc, tức là nó hơi, hoặc là cái nền của cái màu ấy nó không được đều lắm. Cái này thì nó do là bên sản xuất, nhưng rõ ràng là trước khi đi mình không test mà mình để nguyên hộp cho khách, thì khi mà đến ấy, thì lại phải trở về hoặc là lại phải đổi. Làm những cái thủ tục này thì nó rất là khó, tại vì nguyên tắc của hãng thì người ta thường người ta không cho đổi đâu. Có cái việc đổi trả là chỉ là do đại lý tự quyết định thôi. Đâm ra cũng rất là khó. Và khi trường hợp này, ví dụ ngày hôm qua gặp trường hợp này là trường hợp rất là căng, mà phải làm việc với LG cả ngày hôm nay để mà cố giải quyết để đổi cho khách hàng cái mới, mà thực sự là cực kỳ khó. Thì đấy là cái vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ ba nữa là nói thật với mọi người đó là em không bao giờ là mời chào hay là quá nài nỉ khách hàng gì cả. Đều là mức giá em đưa ra để mọi người tham khảo thôi. Và mọi người có quyền là tham khảo và quyền mua hoặc không mua. Chứ còn tất nhiên là nếu ví dụ như em nói rằng là em mà người bán rẻ nhất thị trường cơ thì nó lại câu chuyện khác nhé, là không có. Chứ còn những cái bình luận mà kiểu như thế này thì nó rất vô lý. Ví dụ như một cái mẫu 55X80G này mà khách hàng này thì là chắc là cố tình trêu rồi, chứ không có ai mà bán được cái giá mà 6,7 triệu mà lại còn được tặng cả nồi lẩu, thì em không hiểu là hàng gì. Trong khi đó cái video mà em đang giới thiệu đây là hàng nguyên hộp, hàng nguyên siêu, hàng chưa bóc, chưa kích hoạt. Và với một cái hàng như này mà họ bình luận vào với một cái bình luận là 6,7 triệu được tặng cả nồi lẩu với một cái model 55X80G, thì em không hiểu là họ đang đùa hay họ đang cố tình như thế nào, em không hiểu. Nhưng mà sẽ không bao giờ có cái giá này. Em nói lại một lần nữa, nếu có giá này em đã nói rồi, em đã bình luận rồi. Tức là nếu như có 100 chiếc thì vui lòng là chỉ địa điểm mua đi, tôi mua luôn. Nếu mà đúng là hàng còn nguyên thì 100 chiếc tôi mua luôn, mua ngay trong chiều ngày hôm nay, mua ngay lập tức 100 chiếc luôn về để bán khuyến mại trên kênh, tội gì đúng không ạ? 6,7 triệu mình về bán hơn 7 triệu thôi là có lãi rồi. Ai chả muốn đúng không ạ? Rất là rẻ, nhưng mà thực ra không có. Và khi bảo khách này chụp ảnh hộ rồi thì chụp hộ cái hóa đơn hộ thì thấy mất hút, không thấy nói gì nữa. Và một cái điều nữa đó là có một khách hàng cũng hỏi là nếu mà bảo là bán mà như em đang chạy chương trình là xả mà không có lợi nhuận cho doanh nghiệp hoặc là không có lợi nhuận cho em ấy, thì bán hàng làm gì? Thì đúng rồi, em nói rồi, kinh doanh thì ai chẳng phải có lợi nhuận. Nếu nói là không có lợi nhuận thì không đúng. Nhưng mà em không có lợi nhuận ở trên sản phẩm này. Em nói lại là trong các chương trình báo giá ngày hôm nay của em và cái video hôm trước ấy, là em chỉ cộng mỗi cái chi phí lắp đặt và cái chi phí vận chuyển thôi. Tại vì là đã vận chuyển thì là phải tốn xăng, mà xăng bây giờ rất là đắt, và đã lắp đặt thì phải thuê người, là phải trả công cho người lao động. Thì cái công đó thì mọi người hiểu rồi, là cũng phải cộng thêm một tí thôi. Tất nhiên là đối với doanh nghiệp thì sẽ không có lợi nhuận trên sản phẩm đó, nhưng mà lại có cái lợi nhuận khác. Lợi nhuận lớn nhất và cái hữu hiệu nhất của chương trình này đó chính là cái việc giải quyết tồn kho. Mọi người biết rằng là đối với một doanh nghiệp kinh doanh ấy, tồn kho là một vấn đề cực kỳ quan trọng. Nếu như mọi người nhập vào 10 triệu một tháng mà bán ra được có 5 triệu mà lại tồn đến 5 triệu ấy, thì nói thật mọi người là chẳng mấy mà phá sản. Trong nguyên tắc của làm đồ điện tử này thì tồn kho thường là để tỷ lệ 1, 1,2 là tốt lắm rồi. Tức là mọi người nhập về 12 triệu, bán đi được 10 triệu, sau đó là còn 2 triệu cái tiền trong kho là ổn lắm rồi, sau đó lại lấy 10 triệu đó lại nhập tiếp về. Thì đấy là bài toán đẹp nhất trong cái vấn đề tồn kho điện tử. Nhưng mà thực tế thì không được đâu. Vì vậy là cái lượng tồn kho khi nó trội lên thì bắt buộc những doanh nghiệp như bọn em bắt buộc là phải đẩy ra, có thể là bằng vốn. Và một cái lợi nhuận nữa em nhận được đó là
rất nhiều khách hàng quý mến. Có thể là người ta sẽ gửi cho em một vài cốc cà phê là bình thường. Có những người gửi rất là nhiều luôn. Và cái thứ hai nữa là có rất nhiều những công trình lớn. Khi mà được các anh chị giới thiệu thì em lắp cũng được khá nhiều công trình và với số lượng lớn hơn. Thì tất nhiên những cái công trình lớn thì nó sẽ có cái lợi nhuận ổn hơn. Và em cũng đã lắp những công trình tỷ mấy toàn TV không là bình thường mọi người. Nếu mà người theo dõi ở trên Facebook của em thì sẽ biết điều đó. Đấy là em nói qua lại một chút để cho mọi người có một chút nắm qua về cái cách thức em chạy chương trình này. Không thì sợ mọi người sẽ hiểu nhầm. Và hôm nay thì em sẽ tiếp tục cập nhật tiếp chương trình của LG mọi người nhé. LG hôm nay thì em sẽ cập nhật đầy đủ tất cả các model, từ 32 cho đến tận những model lớn nhất như là 75. Thì 32 inch thì LG hiện tại bây giờ đang có hai phân khúc, đó là model LM575 và model LQ636. Thì LM575 giá hiện tại hôm nay thì sẽ là 6,1 triệu. Còn model LQ636 thì sẽ chạy giá 6,5 triệu cho model 32 inch đều là Smart TV. 43 inch thì cũng có một số các model, ví dụ như là ở kích thước ở cái Full HD chẳng hạn, như ví dụ như là LM5750 chẳng hạn, thì model này sẽ là rơi vào là 8.150.000 mọi người nhé. 8.150.000 LM5750. 43 của dòng 4K là dòng UP7550. UP7550 giá hôm nay sẽ là 9,5 triệu. 43 inch. Còn 50 inch UP7550 thì sẽ là 11.100.000. Còn 55 inch thì sẽ là 12.200.000 mọi người nhé. 12.200. 65 UP7550 15.900.000. 15.900.000 cho 65 UP7550. Và sang một cái model nó nhỉnh hơn, viền nó mỏng hơn, đẹp hơn, đó là UP7720. 7720 thì 43 inch giá sẽ là 10 triệu tròn mọi người ạ. 10 triệu tròn. 43 7720. 50 inch 7720 thì sẽ là 11.650.000. Thôi cứ làm tròn là 11 triệu 6 đi. 11 triệu 7 đi mọi người. 11 triệu 7 nhá. Thêm cho em 50.000 thì 11 triệu 7 đi. 11 triệu 700 cho model 55 UP7720. 65 UP7720 thì là 16.550.000. Thôi nếu làm tròn cứ cho là 16.600.000 đi cho nó dễ mọi người ạ. 16.600.000. Tiếp là sang model cái chân hình bán nguyệt ở giữa, đó là UP8100. UP8100 thì nó sẽ có kích thước là 50 inch thôi, 50 và 55. 50 inch thì là 12.100.000. Còn 55 inch thì giá sẽ là 13.200.000. 13.200.000. Đấy là đối với cái model 4K thông thường. Tiếp là chúng ta sẽ sang các model Nano. Nano thì hiện tại bên em chỉ có Nano 77 và Nano 86 thôi. Thế còn Nano 75 thì là bên Điện Máy Xanh độc quyền. Em cái này em nói rất là nhiều rồi. Và một số model như là Nano 80, 81 cũng vậy. Bên em thì chỉ có Nano 77 và Nano 86. Nano 77 43 inch hiện tại bây giờ sẽ là 11.200.000. 50 inch Nano 77 là 13.200.000. 65 Nano 77 thì 19.100.000. 19.100.000. Và sang model Nano 86 thì cái 50 inch là cái model em thích nhất, là cái Nano 86 này, bán tròn là 14 triệu. Còn 55 inch Nano 86 thì sẽ là 16.500.000. Nano 86 55 này, nó còn 75 nữa. 75 thì sẽ là 28.700.000. 75 Nano 86. Tiếp là một số các model, ví dụ như là sử dụng cái LED full array đi, ví dụ như là cái một số model là 8K đi, thì nó còn hai cái model đó là 55 và 65 Nano 95. Nano 95 này thì nó là đời 2020 rồi. 2020 chứ không phải không đời 2021 22 đâu. Giá nó thì cũng tương đối sâu, mà chất lượng hình ảnh là 8K mọi người nhé, không phải là 4K. Thì 55 Nano 95 thì giá sẽ là 23.800.000. Còn 65 Nano 95 thì sẽ là 30 triệu tròn. Đấy là đối với một số mẫu TV 4K và 8K là LED LCD. Thế còn nếu khách hàng nào quan tâm đến chương trình của bên OLED thì em cũng sẽ cung cấp một vài cái sản phẩm OLED của 2021. Ví dụ như là model 48A1 chẳng hạn. Model này model kích thước 48 inch thì sẽ là 17.800.000 mọi người nhé.
17.800. Thế còn 55A1 thì là 22.600. 65A1 kích thước lớn một chút thì sẽ là 33 triệu. 65A1 OLED đấy. Model này chỉ mỗi tội là cái tần số quét nó hơi thấp thôi, chứ còn nó là màn hình OLED. Sang đến dòng C1 đi, nhỉnh hơn. Sáng cũng có khách hàng hỏi em về cái dòng C1 thì em nói rồi, C1 thì nó dùng con chip cao hơn và cái tần số quét chuyển động hình ảnh nó cũng cao hơn. 48C1 thì giá hôm nay sẽ là 21.800. 21.800 cho 48C1. 55C1 thì hôm nay bán giá là 25.9 mọi người nhá, cho nó đẹp. 25.9. 25.900. Rồi 65CX thì model này là của 2020 cơ. Model CX này thì cấu hình thì nó cũng gần bằng C1. Nhưng mà đời nó là đời 2020, nó hơi sâu. Tồn kho lâu thì tốt nhất là mọi người không nên mua. Còn em vẫn còn hàng nhưng mà tốt nhất là không cần. Thì đây là một số những sản phẩm của LG. Ngoài ra thì nó sẽ còn một số những sản phẩm của QLED nữa. Nhưng mà hy vọng rằng là em sẽ đón nhận được những cái bình luận tích cực. Tại vì em nói rồi, tại vì khi mà đọc xong những cái bình luận kia thì em không còn cảm hứng để mà đọc báo giá và hỗ trợ mọi người nữa. Từ hôm qua thì em hỗ trợ lắp rất là nhiều thực sự. Nhưng mà hôm qua em vướng một cái ca của LG mà em phải xử lý suốt cả ngày hôm nay, rất là mệt thực sự mọi người luôn. Xong lại đọc được những cái bình luận đó nữa thì nó rất là khó. Còn quan điểm của em thì em vẫn là phục vụ làm sao mà tối đa được nhất cho khách hàng. Thế còn cái quyền lựa chọn mua, yêu quý hay là không yêu quý thì là tùy mọi người mà. Cái đấy là cảm xúc của mỗi một người thôi. Thế còn tất nhiên rằng là mọi người mua thì nên chọn những sản phẩm làm sao mà tối ưu cả về giá, cả về chất lượng. Thế còn em thì luôn luôn là làm sao mà phục vụ hài lòng khách nhất để mà cái thương hiệu mình cũng đi lên. Mình có rất là trẻ, đâm ra là cái thương hiệu của mình, cái phục vụ của mình thì nó sẽ ảnh hưởng tới cả hệ thống khách hàng. Và mình có phát triển hay không ấy, là dựa vào cái việc đánh giá của khách hàng ở thời điểm này. Thật ra là em luôn luôn cố gắng chạy những chương trình này tích cực nhất. Samsung 2022 có rồi mọi người nhé, nhưng mà hiện tại bây giờ thì nó chưa đầy đủ các model đâu. Và giá bây giờ khá là cao. Thì em khuyên mọi người là Samsung 2022 thì mọi người chậm lại một nhịp. Nếu mọi người cần quan tâm thì cứ từ từ đã. Giá hiện tại bây giờ vẫn hơi ảo một chút. Để cho nó nguội hơn một chút nữa đi. Tức là cái lượng của 2021 khi mà cái tồn kho nó gần hết rồi thì 2022 họ sẽ xuống hơn. Thời điểm này mà mua 2022 là chưa hợp lý. Chỉ có Sony thì 2022 thì có thể. Tại vì ít nhất thì họ cũng có khá nhiều thay đổi ở trên cái những cái thiết kế hoặc là trên những cái cấu hình của năm nay đối với Sony. Và giá thì nó lại không lệch so với năm ngoái nhiều lắm, lệch nó rất là ít thôi. Vài trăm nghìn thì mình không có gì để mà mình phải lăn tăn lựa chọn cả. Thế nhưng mà nếu như mà lệch nhiều quá, như Samsung năm nay thì lệch toàn vài triệu một model so với năm ngoái, đâm ra là mình cứ bình tĩnh đã. Rất là cảm ơn mọi người. Hy vọng rằng video này thì có thể là chỉ là báo giá thôi, nhưng mà nó cũng có một chút về cái cảm xúc của em khi mà em chia sẻ vấn đề này, thì rất mong mọi người thông cảm. Nếu như có cái gì đó mà làm mà mọi người cảm thấy không hài lòng, không thoải mái thì mong mọi người bỏ qua. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.